Túng vị xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay Túng vị có tiếp nhận một trường hợp tìm người thân rất là đáng thương. Cô vừa nói vừa khóc. Cộng thêm đó nữa là tiếng địa phương, tiếng vùng miền. Vì vậy cho nên Túng vị sợ nhiều vùng miền khác nghe không được. Cho nên Túng vị xin được tóm tắt lại câu chuyện của cô đang trình bày, mong muốn kiếm lại người con của cô. Thưa quý vị, trước màn hình chúng ta là cô Điểm và anh Tuế ở Thanh Hóa. Và hôm nay cô và anh có lên chương trình để mong muốn kiếm lại một người con của cô, đó là tên Nguyễn Ngọc Doanh, sinh năm 1982, năm nay là được 41 tuổi. Theo như lời chia sẻ của cô, thì cô và hai người con của cô đi ăn xin, là cô xuất phát từ Thanh Hóa thì đi ra Hà Nội, rồi sau đó lại đi lên Bắc Giang. Và khi lên tới Bắc Giang thì dường như trời cũng đã tối. Vì vậy cho nên là hai anh em giành nhau cây kem sao đó, rồi bị dơ cái áo, rồi cô đi giặt cái áo đó cho người con. Vì vậy cho nên là cô không có trông được người con lớn. Và nghe đâu có một người đã dụ người con lớn và lên xe. Rồi sau đó mẹ con đã thất lạc nhau từ đó. Đó là nội dung tóm tắt câu chuyện. Thì nếu cô chú anh chị trên cộng đồng mà có ai có biết được cháu Nguyễn Ngọc Doanh sinh năm 1982 đang nghi ngờ, thì cô chú anh chị chúng ta hãy cùng báo tin. Hoặc là nếu có may mắn mà chính anh Doanh nghe được thì hãy liên hệ lại với gia đình. Để cụ thể hơn về câu chuyện thì mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe cô Điểm và anh Tuế trình bày sự việc xảy ra năm xưa. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng theo dõi. Rồi, hôm nay dì Điểm với anh Tuế lên kết nối là để kiếm ai ha, dì ha? Kiếm em Nguyễn Ngọc Doanh ạ. Nguyễn Ngọc Doanh ạ. À, Nguyễn Ngọc Doanh là quan hệ như thế nào với dì Điểm? Con trai của bác đấy. À, con trai của bác Điểm hả? Vâng ạ. À, vậy giờ đây thì gia đình mình đang còn sinh sống ở tỉnh nào? Em là đang ở phố 7, tức là trước đây là ở thôn 7, Quảng xã Quảng Phú, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. À, ở Thanh Hóa. Dạ. Vâng ạ. Rồi, cái người mình muốn kiếm tên gì hả? Nguyễn Ngọc Doanh ạ. À, Nguyễn Ngọc Doanh, xin lỗi. Dạ, Nguyễn Ngọc Doanh. Rồi, em Doanh là năm nay bao nhiêu tuổi? Em sinh 1982, nay là em 41 tuổi ạ. Dạ. 41 tuổi, rồi hồi đó là thất lạc nhau ra làm sao? Bác em đi ăn xin đâu ạ. Ồ, em nó đi ăn xin. À, rồi bác xúc động hay sao? Rồi hồi đó khó khăn vậy hả? Là vào năm nào vậy bác? Nói rõ đi cô. Hồi bố chết là năm 89. Bố rất là năm 89 anh ạ. Năm 89. Ừ. 23 tháng 7 năm 89 cháu ạ. Dạ. Năm 89 là lúc đó là em Doanh được bao nhiêu tuổi ta? 82 đến 89 là 82 đến 89 là em được 8 tuổi anh ạ. Rồi lúc đó là đi ăn xin ở đâu bác? Ở Ngã Ba Kê Bắc Giang. Ngã Ba Kê Bắc Giang anh ạ. À, rồi vậy bây giờ để cho bác trình bày trước ha, khi nào mà có gì đó mà thiếu sót á, thì là em Tuế nói sau ha. Dạ vâng ạ. Dạ. Rồi vậy bây giờ bác Điểm kể lại cho con nghe cái quá trình mà thất lạc em Doanh như thế nào. Đầu tiên là bác đem cả cái cô ngồi luôn đây. Em hợp lại em trai của em Nguyễn Ngọc Doanh đấy. Lúc đó Doanh là 7 tháng tuổi, còn thằng em vẫn là sinh năm 86. Thì lúc nó gần 3 tuổi rồi cháu ạ. Nhà thì đổ mất hồi báo, nó đổ nhà rồi cháu có chi ăn. Mẹ xóa con cô rồi đem đi ăn xin. Thì lúc khoảng 4 rưỡi là bác đi từ Hà Nội ra Hà Nội, bác lên Gia Lâm rồi bác lên Ngã Ba Kê Bắc Giang. Buổi chiều tối rồi đi lúc đó là 3-4 suất thì cháu ạ. Rồi đi vào trong xóm đi thuê nhà ở đi trọ. Rồi có một anh đi lúc mà em vẫn bị lạc thì bác lại đem cho cái thằng nhỏ nhà bác hợp chờ
một miếng kem nhưng mà em ăn mất hai đào rồi, còn có khúc chửi bảo là anh cho em miếng kem thì bác lại bảo là ai cho quần kem lúc là có cái chú tê đây chứ là bác lại bảo ở đây rồi đi vô trong xóm này chọn con ơi ăn bảo là con đi một tí con quay lại thì 4 năm trước là đem con đi ăn xin cũng đông lắm mà đến lúc là bác cái trường hợp vẫn ăn cái miếng kem rớt một cái áo đó thì bác lại cúi bác dặn được cái bụng tổ tát ngã ba khê Bắc Giang ạ. Đến lúc bác bố là lại kêu doanh lại để bầu xuống một tối rồi lạn bầu đó là quần văn tục rồi bọn nó bố là mày lại đi rồi tí tao lại chứ đến lúc mà lại thì lại không thấy em nữa. Bác hỏi mấy người mà quạt bánh đá ngà bê kê Bắc Giang là bố là có một chú khoảng 25 tuổi rồi bố là cháu Bình lại tĩnh tôi nói để cho anh nghe. cháu lên trên xe đi rồi lại kia chú bảo xe phạ rồi mẹ với các cô lên sau có đưa được bác vô bác báo cáo công an thì bác báo cáo công an Bắc Ninh bác chạy lên ngược đến Bắc Ninh bác báo cáo thì các chú từ tối chiều giờ từ tối giờ cũng không thấy ai dẫn đưa con nít rồi bác đi chứ là công an lại muốn bác vô chờ tốt nhất 11 giờ đêm qua cái chuyến tàu lên Lạng Sơn nữa bác lên đó bác đi tìm bác lên anh đồng mỏ thì bác lại mờ mờ sang bác vào chỗ công an bác báo cáo thì bố không biết nó đi đường rừng như đường thẳng thì cũng không thấy gì cháu Dạ, chứ rồi. bác lên mái Lạng Sơn nữa bác lại vào Lạng Sơn bác báo cáo công an như rồi Rồi, bác ơi, rồi bác bình tĩnh bình ha. Bác cho cháu tóm tắt chút xíu để rồi nó cả một tràng gian rồi cô chú anh chị trên cộng đồng không có hiểu. tĩnh vâng. Theo như lời bác Tuế nói đó thì là vào năm 1989 thì bác dẫn hai người con đi ra Hà Nội đi ăn xin. Đúng không ạ? Vâng, đúng Dạ. đúng đúng ạ. Rồi rồi tới cái thời điểm mà đến chỗ Gia Lâm hay cái gì đó phải không bác, thất lạc em doanh lỡ Gia Lâm hả? Không, thất lạc là ở ngã Ba Kế, Bắc Giang anh ạ. Lên Bắc Giang đi cháu ạ. À đi Ngã đi Ba Kế, Bắc dạ Giang anh ạ. ngã Ba Kế Bắc Giang, nhưng mà địa bàn đó là địa bàn của tỉnh Bắc Giang hay là địa bàn của tỉnh nào? Của Bắc Giang anh ạ. Của Bắc Giang luôn ạ. À tức là thất lạc trên Bắc Giang chứ đâu phải là thất lạc ở Hà Nội đúng không? Đúng rồi Vâng, ạ, từ Hà Nội đi lên Bắc Giang là thất lạc luôn, là ở trên ngã Ba Kế Bắc Giang anh ạ. Vậy là lúc đó là bác dẫn theo hai người con, một người sinh năm 86, 1986, một 1982 là người anh là mất. một anh 82, anh 86. Vâng. Vâng ạ. Vậy là cái anh 82 thì mất. Vâng. Lúc đó mới được 89 tuổi. Vâng. Và Vâng ạ. tên là Doanh ha, Nguyễn Ngọc Doanh. Nguyễn Ngọc Doanh, Nguyễn Ngọc Doanh anh ạ. Và lúc đó đó thì bác có vô báo công an này kia hả, mà không được Vâng, hả? báo hết rồi đấy. Lên mái Lạng Sơn đi đi tìm cháu mà. Vậy từ Bắc Giang lên Lạng Sơn là bao xa mà bác lại có nghi ngờ gì mà lại lên Lạng Sơn? Vậy là các chú công an bố là có chuyến tàu 11 giờ đêm thì bác đi theo lên đó coi anh có bế ngược lên đó không nhưng mà bác lên mái Lạng Sơn thì đồng mùa bác không vô công an hết rồi nhưng mà bảo là không thấy người nào dẫn trẻ con đi kìa. Vậy rồi theo bác đó thì là em Doanh là do bị lạc hay là do là có bất đồng gì trong cái việc mà ăn kem mà này bác kể đó không, rồi là có bực tức rồi bỏ đi hoặc này kia không? Không có cái chú nữa là bác lại hỏi các bà quạt bánh đa bê kế Bắc Giang đó thì các bà tôi là có một chú cỡ khoảng 25 tuổi là bảo là cháu lên xe đi rồi tí lại chỗ kia chú bảo xe họa rồi mẹ với các cô lên sau có rước rồi chứ để cho anh ta lôi lên xe thôi cháu mà. Có nghĩa là Vâng. có một chú biểu là lên xe, rồi Vâng. hồi nữa chú sẽ kêu mẹ và mọi người lên sau. Đúng Đúng rồi rồi, anh đúng ạ. rồi. Có nghĩa là bị người ta dụ đi đúng không? Đại khái là vậy đúng không? Vâng, Người ta đúng rồi, dụ. đại khái là thế đây anh ạ. Dạ. Khá là bắt tội những chủ tội. Vậy có nghĩa là bị người ta bắt chứ không phải là lạc. Vâng. Thật ra thì trong cái trường hợp mà bị người ta bắt đó thì cũng cũng hơi hơi có cái trở ngại, là bởi vì ở cái chỗ thế này là ở cái khu vực ở ngoài Bắc á, thì là nó gần cái giáp ranh với Trung Quốc á, cho nên á, Vâng. là cái đường dây đó sợ sợ là vào cái đường dây đó, và khi vào Trung Quốc rồi á, thì là cái việc mà cập nhật lên YouTube á, là ở bên kia không có xem được,
Thật sự là nó rất là trở ngại. Ví dụ như là một mai mà em nó muốn tìm về với gia đình á, thì nó lên YouTube nó kiếm, nó nói cái hoàn cảnh như vậy đó, thì trùng khớp thì chúng ta lên tiếng, chúng ta lên tiếng. Chứ còn nói để mà đăng lên để mà mong ở bên kia người ta xem được thì là cái điều đó là hết sức khó khăn, hết sức là khó khăn. Vâng. Phải chờ vào thật sự là cái duyên thì mới mới được, chứ còn nếu không là người ta ít xem YouTube Việt Nam lắm. Vâng. Không không những là YouTube Việt Nam mà do ở bên kia là người ta không có dùng mạng xã hội, người ta không có xem YouTube cả thế giới, không xem YouTube cả thế giới chứ không phải là riêng YouTube YouTube Việt Nam. Đó, không có xài trên cái nền tảng YouTube. Và cho con hỏi này là con có nghe người ta có đồn đó là ở Thanh Hóa mình có một cái làng giống kiểu là cái phong tục là đi đi ăn xin rảnh rỗi rồi đi Dạ ăn xin. có. Có phải vậy không ạ? Có anh ạ, ở đấy nhưng mà là em thì là bọn em đây ở ở Quảng Xương, mà cái xã đấy là phong tục đấy là đi ăn xin là ở Quảng Thái. Vâng ạ, giáp biển Sầm Sơn đấy ạ. Vậy thì nghe nói có nhiều gia đình cũng điều kiện cũng có nhưng mà người ta vẫn đi thì không biết Vâng ạ. lý do sao vậy anh ạ? Lý do là ở đấy là thứ nhất là ăn Tết là không ăn vào những cái ngày mà cùng như anh em mình, ví dụ như mùng 1, mùng 2 như người ta phải là rằm, rằm tháng giêng anh ạ. Đấy. Mà người ta cũng cứ thế theo cái kiểu là không có cùng đi ăn xin mà có cùng đi ăn xin. Vâng ạ. Vậy vậy cái mục tiêu là để làm gì, anh có thể chia sẻ chút được không? Cái đấy thì em cũng không không rõ cho lắm, nhưng mà đại khái thì bài trừ là không còn cái đấy nữa, mà ngày xưa thì là như thế ạ. Vâng ạ. Cũng giống kiểu là có Theo nhiều. anh Tuấn ơi, theo như em nghĩ là ngày Tết thì chắc chắn là người ta đi xin thì rất dễ, ví dụ như là kể cả người ta cũng giống kiểu mừng tuổi mừng Tết đấy, thì em nghĩ là cái ngày Tết là lợi nhuận cao, theo như em nghĩ là thế thì người ta như thế. Vâng, đúng, ở Thanh Hóa em là có một cái chỗ như thế. Nhưng bây giờ thì nó không còn giống như ngày xưa nữa anh ha. Vâng ạ, không còn anh ạ. Còn gia đình của bác Điểm đây thì là ngày xưa đi ăn xin là vì đi theo phong tục hay là do khó Không khăn? ạ, là khó khăn anh ạ, đói khổ, gọi là nhờ ở đây thì người ta nói là nhất gia nhì xương, thì bọn em thuộc về Quảng Xương, nói chung là được bữa sáng mất bữa chiều, 1 tháng 30 ngày thì chắc chắn là nếu để có một ngày cơm là không có anh ạ. Ngày xưa khó Chủ khăn yếu lắm là ha. ăn ăn sắn gặt hiu với lại ăn rau muống rau miết thôi, không có thức ăn đâu ạ. dạ Thương ha, thấy thương quá. Vậy dạ Bác Điểm ơi, Bác Điểm là có tất cả mấy người con hết? có hai đứa cháu, chỉ còn con mình em hợp thôi. Tội nghiệp. Rồi thôi. Thôi bây giờ thế này là cái việc mà gia đình mình lên chia sẻ thì con cũng xin ghi nhận theo cái nguyện vọng, theo cái nguyện vọng Vâng. của gia đình mình, rồi cũng biết đâu thì có những cái điều mà mình không ngờ nó lại có thể xảy ra. Thì cho con hỏi là trong gia đình mình, thứ nhất là mẹ người mẹ là tên Điểm nè, còn cái người em sau của em Doanh đó là tên gì? Tên Hợp. Tên Hợp. Vâng. Nguyễn Nguyễn gì Hợp á Nguyễn Ngọc Hợp ạ. ha. Nguyễn Ngọc Hợp. Thì những cái kỷ niệm mà trước đây gia đình mình đi ăn xin này kia, vậy chắc là có thể em Danh em cũng còn nhớ ha, lúc đó 8 9 tuổi thì em nhớ Ôi, em vẫn nhớ lắm anh ạ, nhưng mà ví dụ có những cái gì cho em nó nhớ không? nhớ là nó bảo là bà Điếm ơi, con Phú đang lo chán bà rồi, cái thứ nhất rồi cái này thứ hai nữa là bà, tức anh ơi, tức là em nó hay nói câu là bà Điếm ơi, Quảng Phú đang lo sản, ngày xưa là sản đấy cháu. sản là sản là nộp thuế cho nhà nước anh, ví dụ mình làm ruộng là phải đóng sản đấy. Vậy là hay hay Vâng. hay hay nhạo cái câu đó, hay nhại câu đó à? Vâng. Hay Dạ. hay hay nhắc mẹ cái câu đó Hay nhắc mẹ câu đó. để đi nộp sản cho nhà nước đấy. Với lại anh Tuấn ơi, với lại là em lúc đấy thì em cũng lớn rồi, em sinh năm 79 mà. Thì là em có tắm với em Doanh đây rất nhiều, hai anh em chơi với nhau. Vâng, em với lại em Doanh đấy là hay xuống cái hộc năn. Anh cứ nói là cái hộc năn nhà bác Độc, nhà bác Độc, bởi vì hai anh em tắm ngày nào cũng tắm đấy, nó biết hết, Dạ. nhớ hết, nó nhớ hết anh ạ, Dạ. hai anh em tắm với nhau.
Tắm rất nhiều chứ không phải là một hai ngày. Anh cứ nói anh Tuế tắm với Doanh ở trong cái hộp năn đó. À, cũng hy vọng là em Danh không có bị lọt qua Trung Quốc. Hy vọng như Dạ vậy. vâng ạ. Dạ, hy vọng như Dạ. vậy. Ừ. Rồi Không thì biết là bác. dạ sao ạ? Bác nói thêm tí nữa là bác mà đem em lên ga tàu đó là bố mẹ ơi bế em lên không có là tàu Thanh Hóa chạy Hà Nội rồi. Anh nhớ lắm cháu ạ, anh không quên mau. Dạ. Anh không quên được. Nhưng có cái là chờ mấy chục năm mà bác chỉ sợ là vẫn nhớ mẹ nhiều luôn chết thôi Dạ, không có đâu. Mẹ đây lớn tuổi mà còn chưa có gì mà nói chi cái chuyện là em nó còn trẻ mà. nhớ bà cháu ạ, nhớ mẹ với nhớ em nhiều. Dạ, em nó còn trẻ chứ không sao đâu, cũng hy vọng rằng là qua câu chuyện này thì có thể may mắn mà em nó nghe được á, thì có ai liên Vâng. hệ thì em con sẽ báo cho gia đình mình. Dạ. Dạ. Thôi mọi việc thì nó cũng đã diễn ra rồi, bây giờ mình chỉ có chờ đợi thôi. Vâng. Dạ. Rồi vậy ha bác và anh nha, là Tuấn Vị ghi nhận rồi, có ai báo gì Tuấn Vị sẽ cho hay nha. Dạ, thôi thì chăm sự gia đình em là nhờ vào anh rồi, cũng cầu mong cho anh có duyên để tìm được em cho gia đình. Dạ. Là em cũng mong cộng đồng mạng nếu mà ai mà tìm giúp được em thì em xin hậu tạ 20 triệu ạ. Dạ, bây giờ thì gia đình mình vẫn ở Thanh Hóa ha. Dạ vâng ạ, em đang ở Dạ. Thanh Hóa. Dạ. Con xin hỏi bác điểm chút xíu nữa là từ khi sau khi mà em Doanh mà bị thất lạc đó thì bác còn đi ăn xin không hay là bác về? Bác về thôi cháu ạ. À, từ khi là thất lạc mất Doanh rồi là bác về bác không có đi nữa. Không, Dạ. bác không gì Dạ, thấy cũng cực ha, lúc thấy khổ sở quá ha. lúc em đi là chờ bác nói đi chỗ mặc quần áo được không, Dạ. lúc em đi là mặc cái áo taxi cắt trọc thì còn nước da trắng mà nó có đôi lông mi tốt lắm, và lúc em mới đi là mặc cái quần treo xanh với đôi dép đồ ong với cái áo cọc nhưng mà cái rô như nhỏ thì cháu ạ. Dạ. Rồi, rồi chủ Anh yếu là cái tên á, chủ yếu là tên Doanh á, con nắm được rồi. vâng Rồi. Rồi Tuệ, Tuệ muốn nhưng nói mà gì? Ừ, Tuệ muốn nói gì? anh ơi đặc đặc biệt của em là nó có hai cái lông mày nó giáp với nhau luôn À. đấy, nó trắng có nghĩa trắng như kem á Dạ. đấy. Ừ. Vâng đấy, đặc biệt của em nó là như thế. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ đó thì là những cái đặc điểm đó thì là khi nào có ai lên tiếng thì chúng ta sẽ đối chứng sau. Điều quan trọng nhất là em nó có nhận được cái tín hiệu này hay không, bởi vì cái tên của nó thì lúc đó nó cũng 8-9 tuổi rồi, nó còn nhớ đó đó anh ạ. À. Vâng. À. Rồi vậy con chúc sức khỏe gia đình mình, rồi có ai báo gì thì con cho gia đình mình hay nha. Vâng vâng Dạ ạ, dạ cảm dạ ơn. rồi Chào dạ nha. Em nhờ anh ạ. dạ ok Dạ. rồi, rồi xin chào Em ha. chào anh Tuấn À, ạ. dạ 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 em vâng chào anh. dạ dạ